Dạ, em xin kính chào quý cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bonsai cây kiểng trên cả nước đang xem kênh Cuộc Sống Thơ Hậu Giang ạ. Dạ, hôm nay thì em xin chia sẻ cùng cô chú anh chị mình một lô phôi mai tứ quý. Dạ, hàng bonsai lùng lực đế vép luôn cô chú anh chị ha, tại bãi kiện của anh trả. Dạ, đây là một số phôi mai xíu nữa là anh sẽ giao lưu cùng cô chú anh chị mình luôn nha. Nguyên một cái nồi đế đặt luôn nha cô chú, cốt cành. Dạ, chúc cô chú anh chị mình xem clip vui và chọn được phôi mai ưng ý luôn nha cô chú anh chị. Đây. Dạ, em xin phép được vô clip luôn nha. Rồi, em xin chào ông chủ ơi. Rồi, anh chào Phương, em chào cô chú anh chị trên kênh Cuộc Sống Cần Thơ Giang. Rồi, hôm nay em về cái lô mai tứ quý anh chị. Đó, là 11 cây tứ quý. Đó, dạ. Phôi anh chị hàng đế đẹp anh chị, VIP không nha. Bữa nay mình đổi không khí anh nha. Đổi không khí rồi đổi phong cách chơi luôn. Nay về được 6 cây bay tứ quý. Rồi, tứ quý không cô chú anh chị nha. Rồi, 6 cây dáng bay rồi... 5 cây dáng trực anh chị, có 1 cây lùng lực, 3 cây dáng trực lắc. Ờ, 2 cây dáng trực rất đẹp anh chị. Có bài có lắc luôn anh à. Đó, bài lắc trực có hết. Đa dạng anh chị. Rồi, mã số này là mã số 24, vàng 24 của tứ quý anh chị. Rồi. Đó, tứ quý đế chảy đều ha anh chị. Rồi, cái này thì nó hơi sỏm lên cô chú mà đế nó gom ha, gom nồi đế nha cô chú. Chơi dáng bài anh chị. Đó, chơi cành bài ha, phóng ha. Dạ. Kéo vô đi khi có mệt trời. Nồi đế này là 96. Dạ. Hoành 34. Đế sổ 25. Chiều cao 79. Cái này đường kính bầu là 48. À. Rồi. Cái này mình vô chậu 55 nha anh chị. Đế sổ đều 55 lọc lòng, có trống vách nhào luôn quý cô chú anh chị nha. Thân thì dưới đất... đầu. À. Rồi. Cái này ghép mày quắn vô nữa nó rủ xuống là đẹp nha quý cô chú anh chị. Dạ. Giá giao lưu nhiêu vậy? Rồi, mã số 24 này xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 6.700.000. Rồi, phôi tứ quý mã số 24. 24. 6.700. Mã số 25. Mã số 25. Đó, tứ quý dán bài luôn chị ơi. Rồi, bài này à. Bài này bài sao? Có cốt cành luôn cô chú anh chị ha. Nó đứng lại à. Đế này đế là quái anh chị. Dán nó ẩn ẩn luôn. Đế thì nó ôm vô cứng bầu cho cô chú anh chị nha. Thôi tứ quý. Rồi. Mã số 5 cái nội đế này là 98. Hoành thăng 30. Chiều cao là 68. Chiều dài cành bay 75. À. Đường kính bầu 45. Này dáng bay nó cũng hơi lạ lạ cô chú nha. Đọc lạ Bình Dương anh chị. Này không biết kêu bằng cái gì luôn trời. Rồi kêu bằng bay thôi, thấy nó phóng ra bay kêu bài thôi. Rồi, cốt cành có cô chú anh chị mình ghép là mau chơi luôn ha, giót ngọn. Rồi, mã số 25 xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 5.900.000 anh chị ơi. Dạ, 5.900.000. Đế bỏ đều hết cô chú anh chị ha, không có trống vách nào luôn ạ. Dạ, rồi em đổi luôn ha. 26. Mã số 26. Dạ, tứ quý. Ờ, à, tứ quý. Ờ, à, chị xem ha. À, cái này dán bay này, cái này lắc gọng dưới xơi rất là đẹp anh chị. Dạ. Cốt cành có cành giống đúng nhịp luôn ha. Đây có cái tàn nha. Cành hồi lại. Ừ. Nè, dán bay nè. Này lập chị đầu anh chị. Cái này đế thì khỏi chơi luôn quý cô chú anh chị. Đế xỏm cao mà cộng rễ to to không luôn ha. À, đế đây, nó gom đây, đế đây cho cô chú anh chị. Lên đây ha anh chị. Đó, đây giặt vậy ha anh chị, dạ. Ngang bay ha. Không. Dạ. Quá sáng rồi đế này chị ơi. Dạ, đế thì sởm mà cộng ghế to to không mà cô chú anh chị. Cây này khéo cây anh chị. Rồi. Ừ, cây này dữ lắm khéo. Cái cũ đế đặt là 51. Dạ,
Hoành thăng 36. Dạ. Cái gọng này khéo lắm nha cô chú anh chị. Đế sổ nôm là 40 nha anh chị. Đây. Sổ thẳng luôn, 40. Tổng hoành đế trăm nồi đế 150 nha anh chị. Cái này đường kính bầu là 65. Chiều cao 93. Đó. Cành phóng ra là 60. Rồi mã số 26. Cái túi quý này xin giao lưu cô chú chị mình là 12 triệu anh chị ơi. Dạ, 12 triệu nha quý cô chú. À, cái gọng nó rất là khéo cây ha. Cốt cành thì có đều nha cô chú, mà đế xổm nơ mà gom đế không có bị trống vách nha cô chú chị. Rồi, xuống. Lại thấy gì đó. Dạ, mã số 27 ha cô chú anh chị. Mã số 27 là cây tứ quý. Đó, chật lắc này lắc gọng chứ xê anh chị. Đó, tay cành tứ diện luôn. Đế nôm. À, cái vàng xương cốt cành này đóng tứ diện ha cô cây chú. Cây này một cốt giót đọt luôn anh chị ơi. Chưa tới một gang tay nữa là có một cái cốt cành này cô chú anh chị ha. Dạ, đế sẫm đều luôn nhưng mà nó gom lại cái bầu cứng ngắc luôn nha cô chú. Thằng nhỏ thằng đẩy tứ quý. Cái nồi đế này 135. Hoành thăng là 39 gì ơi. Đế xổm nôm là 39 luôn. Chiều cao của thôi là 1,5 m. Đường kính bầu là 65. Dạ, mã số 27 nha cô chú voi tứ. Mã số 27 tứ quý anh chị. Một cốt. Chi cành tứ diện luôn cô chú anh chị. Chi ha. Cành thấy đóng điệu cho anh chị. Điều rang luôn mà đế là anh chị ơi. Cái đường thân lắc khéo lắm nha quý cô chú anh chị, cái gọng này rất khéo ha. Rồi cô chú mình xem lại cái phần đế giúp em ha. Đế sổ mà cộng rễ to to. Hàng này bao cho anh chị ha, không phải là hàng nằm nha anh chị, hàng ngủ nha. Hàng nóng không anh chị. Mà này phải hàng nóng không à. Dạ. Đế thì có không có trống vách cô chú anh chị. Rồi mã số 27 mình giao lưu với. Rồi mã số 27 này xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 16 triệu. 27, 16 triệu nha cô chú anh chị. Cây này lọt cái tàn thông là quá trời vip luôn á cô chú. Rồi mã số 28. Mã số 28. Một em voi tứ quý nữa nha. Voi tứ quý dán bay nha anh chị. Dán bay có cốt cành luôn á cô chú anh chị ha. Cây này tứ quý mà dán bay gì khó kiếm nha anh chị ơi. Nè. Cái dáng nó bay tự nhiên luôn. Đúng rồi, tự nhiên luôn anh chị xem là cái này là không có tì vết luôn, không có thấy là cái nhánh mà mình cắt ra nha anh chị nè. Anh chị xem cái thân ha anh chị. Đó. Thằng này tại vì lúc trước là bão số 5 nên chị. Gió mạnh quá ngặt gan luôn. Rồi đế đấm thì khỏi chơi luôn cô chú anh chị, đế sổng nôm luôn ha. Nói mà chuyện ông đâu vậy nhà khoái chuyện luôn nha. Đế sổng nôm mà nó gom đế ôm cứng bầu luôn cô chú. Trong này cũng có ghế lót hết trơn nha cô chú anh chị. Tổng cái nồi đế này là 130. Dạ. Hoành 34. Đế sổ cao 34 luôn. Chiều cao 68. Chiều dài cành mai là 70. Rồi mã số 28 xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 9 triệu anh chị. Dạ 9 triệu nha cô chú anh chị. Tứ quý dán bay đế nồi. Ở thứ gì chịu nổi. Hai ba lớp gãy nó uống cũng cứng ngắc luôn nha cô chú anh chị. Hả? Rồi em đổi luôn nha. Mã số 28 chị ơi. Rồi một cây tứ quý dán bay. Mã số 28 nha cô chú anh chị. Đó, nồi đế này chị ơi. Dán bay tự nhiên luôn quý cô chú anh chị. Tự nhiên luôn nha anh chị. Cái này em có ăn cặp nha anh chị. Cốt cành là ngon lành. Có ăn cặp. Cái này số 29 cô chú anh chị đón xem nha anh chị. Dạ. Này cô chú anh chị là mà sở hữu cặp này là dữ lắm à. Cũng lạ lắm rồi nha. Đế sổm nôm mà nó ôm cứng bầu luôn cô chú anh chị nha. Không có bị trống vách nha cô chú anh chị, mà cọng rễ nó to to không luôn nha. Nồi đế này là 126. Dạ. Hoành 35. Dạ. Đế sổ cao 40. Chiều cao 90. Chiều dài cành bay 80.
Mã số 28 cây mai tứ quý dáng bay này xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 11 triệu của chú chị ơi. Dạ 11 triệu ha cô chú anh chị. 11 triệu. Mình về là tiền siêu bông Sài Gòn hoặc là cúc họ Hương là hàng VIP luôn cô chú, đúng vậy luôn ha. Rồi, mã số 29. Đó, anh chị xem thấy không? Đúng cặp luôn ha anh chị. Đó, này là bay tự nhiên luôn nha anh chị. Nè, thân nè. Dạ. Không có thèo vết luôn nha. Tay cành điệu nha anh chị. Đó, tay cành sắp điệu chân luôn ha. Chót ngọn luôn á mấy cô chú anh chị. Cái gọng này là tự nhiên luôn cô chú anh chị ha. Đế cũng là đế sổ nôm. Cái này thì nói chung là nó 9-10 với cây số 28 nha anh chị. Dạ. Nguyên cái nồi đế rơm đặc luôn nha cô chú anh chị. Ở trong này cũng có đế luôn, không có bị trống nha cô chú. Rồi em xin số đo 3 dòng luôn nha. Còn cái nồi đế này là 132. Rồi, hoành là 34 nha anh chị. 34 hơn tính 34 thôi. Chiều cao 82. Chiều dài cành bay 70. Ờ. Này là đế nôm cao là 34. Dạ, tìm được cái phôi tứ quý mà dáng bay tự nhiên vậy thì cũng đáng chơi quý cô chú. Rồi, cây dáng bay tứ quý này em xin giao lưu với cô chú chị mình là cũng 11 triệu luôn ha anh chị. Dạ, 11 triệu. Mã số 30. Đó, 30 cũng là cây tứ quý dáng bay luôn nha anh chị ơi. Dạ, một cây tứ quý. Cái này có hai dáng chơi anh chị, một là chơi bay còn không có là anh chị mình chơi dáng trực hay trực lắc ha. Cái này lắc không chứ xê anh chị. Đó nè. Nếu mà anh chị mình không chơi dáng bay thì chơi để gì? Chơi trực lắc luôn ha. Đó, lắc nha anh chị nè. Đó, chơi trực lắc giót ngọt hai cô chú chị. Đúng rồi. Còn chơi bay thì để gì? Rồi, cái này thì có cốt cành giót ngọn luôn. Cái bầu này em làm chưa ấy anh chị, về anh chị mình nếu mà vô chậu thì mình để dựng đứng đó anh chị. Này gấp quá em quay luôn em không có chưa làm xong ha. Đó, cái này chơi nếu mà chơi trực lắc lắc cộng chữ C thì em thấy như vậy sẽ nó ngon đẹp hơn. Lắc giót giót đọt anh chị. Đây. Đó, chị xem ha. Cái này đúng. Chụp hình luôn. Đúng vậy. Dạ rồi. Trực lắc cốt cành luôn cô chú anh chị ha. Dạ, cái bầu nó hơi bị nghiêng hết cô chú anh chị. Dạ, để đấm thì ngon lành hết rồi cô chú, trong này cái này cắn nó chặt lắm rồi. Sao hả? Rồi, mã số 30. 30 là cây tứ quý. Đó, cây này lắc gọng chữ C anh chị. Đó. Cây này là một cốt giót đọt anh chị, giật lắc anh chị. Nè, lắc rất khéo ha. Cây này khéo cây lắm chị. Rồi đế thì sổ đều luôn cô chú anh chị nha. Cái này đế sổ cũng khá là cao nha cô chú. Nguyên cái nồi đế sổ nôm luôn à. Rồi em xin số đo 3 vòng luôn anh ơi. Này tới 4 5 vòng luôn em. Tổng cái nồi đế này là 150 anh chị. Vậy rồi. Cái này hoành là 37 anh chị ơi. Đế nôm cao, đế nôm cao là 37 luôn. Chiều cao là 118. Đó. Còn cái rồi, gì? Mã số 30 này xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 13 triệu ha. Dạ, phôi tứ quý nha cô chú anh chị. 13 triệu. Lắc đế sổm nôm luôn ha, 13 triệu. Cốt cành có dốc ngọn luôn nha quý cô chú anh chị. Ờ, cái này thành phẩm cúc họ Hương hoặc là siêu bông Sài Gòn là VIP luôn á cô chú. Rồi em đổi cây luôn anh ha. Dạ, mã số 31. Rồi, cây tứ quý tay cành tứ diện đế nôm đế đều luôn anh chị. Rồi một em gọng chữ C nữa ha với cô chú anh chị. Giờ xem những cây lắc rất gọng anh chị, rất khéo ha. Chi cành thì đóng rất là đều nha cô chú anh chị ha, đóng khít luôn nha cô chú. Này dư chơi luôn rồi ha. Đế thì cộng rễ nó bấu xuống lực lực cô chú chị, nó không có bài ra nha quý cô chú. Ôm cứng bầu luôn ha. Cộng rễ còn rất là to đó cô chú. Rồi cây này dai đế lực nha quý cô chú chị. Có cộng rễ treo rồi cô chú chị mình có thể về cắt cỏ luôn ha. Làm đuôi.
Trời, trời, cái đuôi người ta chưa làm đuôi được. Cái vỏ. Đây cái này là lên mình lập lên 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 mâm đó nè. Đây nè. Rồi, con xin số ra luôn nha. Của anh 38. Dạ. Đây mày móc ra túi mày. Để sổ cao 40. Xin phương cho. Chiều cao 122. Ba con nha. Đường kính bầu 82. Rồi mã số 31 của tứ quý này em xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 18 triệu hả anh chị? Dạ 18 triệu cô chú anh chị nha. Tứ quý mà cốt cành như thế này thì đáng chơi ha, với cô chú anh chị mình lợp tàn bao chơi luôn nha. Cái gọng cây rất là khéo nha mấy cô chú anh chị, đế thì không có trống vách nào luôn ha, nguyên một cái nồi đế nó gom đặt luôn nha cô chú. Rồi Mã số 32. Ờ à, rồi. Một phôi tứ quý dáng trực lùng lực chốt đọt luôn, chia tay cành tứ diện luôn. Vậy. Dạ. Đi á. Phôi, phôi tứ quý nha cô chú, cây này trực cốt cành luôn. Cây nha. Này dữ lắm nha anh chị. Tay cành nó đóng như đinh đóng như đó với cô chú anh chị. Quá xá anh chị, tứ quý mà kiếm tay cành gì. Cây này dốc cây nha quý cô chú anh chị. Đế thì ở trên này nó gom một củ đặc luôn mấy cô chú chị ha. Củ đặc luôn á. Dạ. Dạ đây này, cây này cũng sổ nôm rễ đó, ôm cứng bầu luôn nha cô chú. Cái này cái nồi đế này khoảng 180 nha anh chị. Dạ rồi. Đường kính bầu là 85. Dạ. Hoành 34. Đế sổ cao 43. Chiều cao 110. Cái đợt nó giót là 15. Dạ. Rồi chi cành đóng kích gịch luôn. 15. Dạ đấy. Rồi mã số đâu rồi? Mã số 32. Rồi xin giao lưu với cô chú anh chị bà con cô bác là 23 triệu nha anh chị ơi. Dạ 23 triệu ha cô chú. Rồi tứ quý hàng khủng à, vip luôn ha, đế sổ. Cái này giống đẹp gì nè, chị xem nè. Cốt cành. Dạ 23 triệu mã số 32. 32. Lộn lại đó, ngày mai là quýnh đầu lô bao lô luôn. Gành quá. À. Trời. Mã số 33. Rồi cũng là hàng 33 tứ quý ha chị. Đó nè, cái này mình chơi cặp với một cây 31 ha anh chị. À, một em trực lắc cốt cành tứ diện luôn quý cô chú anh chị. Cầm chiếc xe anh chị. Dạ. Rồi cây này cái bộ đế thì hết chơi luôn quý cô chú anh chị luôn nha, hàng vip luôn nha. Cây này rất là dốt cây nha cô chú. Thôi chi cành thì đóng tứ diện luôn, không có bị giờ trống bên nào luôn nha cô chú. Rồi cô chú anh chị mình xem cái phần đế giúp em ha. Hàng đế khủng luôn nha cô chú anh chị. Ở trong này cũng có cái lớp đế luôn cô chú. Cái này dùng thế. Cái này chơi cặp với cây mà 31 là ok anh chị. Dạ, 31. Cái này đế khủng luôn ha. Đại nghiêng đi. Cái này cái đường kính bầu nó là 92 anh chị. Dạ. Tổng cái nồi đế này là khoảng là 200. Dạ rồi. Lấy xe này vô. Hoành 39. Dạ vị trí này 39 nha cô chú. Cây này xe này chỉ còn. Hoành 39 luôn á. Nó không ăn gian đâu. Cắn thôi không vừa hước luôn á. Rồi đế sổ nôm 48. Dạ. Chiều cao là 1,5 m. Đó. Rồi mã số 33 xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 24 triệu anh chị. Dạ cây này một cốt mà trực lắc cô chú anh chị ha, cốt cành thì tứ diện đóng đúng nhịp luôn nha quý cô chú anh chị. Cái này khoảng 6 người khiêng. Dạ 6 người khiêng mà nặng nào đi cái thuốc à. Dạ nguyên một cái để vô cái đòn gánh. Cái này để em đo đọt anh chị, đọt cái giót cho xíu à. Cái này cái đọt cái giót có 13 nha anh chị. Dạ. Rồi 24 triệu hả anh chị? 24
triệu nguyên một cái đồi đế khủng luôn cô chú chị ha. Dạ rồi. Ê. Rồi siêu phẩm ngày hôm nay chị ơi. Tứ quý lùng lực búp măng. Anh kêu măng thôi nha anh chị, cái này rắn chực anh chị. Tay cành tứ diện ha. Một cây bonsai lùng lực cô dữ lắm chị, cái này bonsai đại hả chị? Để anh chị ơi. Đế là không có trống bên nào luôn cô chú, ôm cứng ngắt luôn ha, mấy cái nào đế sổ ôm cứng nguyên một khối luôn á mấy cô chú anh chị. Đặt kẹo luôn nha cô chú. Rồi, cây này trực một cốt dốt ngọn luôn nha mấy cô chú nha. Tay cành tứ diện luôn. Cái này mình lợp thành phẩm á, chơi bonsai đại là thôi viết luôn nha mấy cô chú. Rồi cô chú mình xem lại cái phần đế giúp em ha. À, cọng rễ nó to to không à, không có bị trống nhách nào luôn á cô chú vậy. Nguyên cái nồi đế đặt mà đế sởm nha quý cô chú. Bầu tới đâu là đế tới đó luôn à. Nó còn đem đâu mà ơi. Này đó là không ăn gan luôn nè. À, nguyên một cái cục nạc. Cục nạc trên này ha. Còn cái cục nạc là 97 anh chị. Dạ. Ha. Cái này nó nở chạc nha mấy cô chú. Cái này là đường kính bầu là 82. Hoành 52. Dạ. Chiều cao 100. Rồi cây này giót ngọn luôn cô chú. Cây này giót cái ngọn có 17 nha anh chị. Chi cành này đóng tứ diện hết là chỉ cần lợp tàn vô là chơi không biết cô chú. Rồi cái chi ở dưới đây, chi đầu tiên này là 23. Dạ. Cốt cành lực luôn. Cốt ha. Cành này đầu chi đầu là 23 nha anh chị. Rồi cây này nhìn nó lực dữ lắm luôn á mấy cô chú anh chị. Nguyên một cái nồi đế đặc luôn ha. Cây này về mình khỏi làm tập tạ nữa anh chị, tại vì lực sẵn này. Dạ tứ quý nha quý mã số 34 nha anh chị. Tứ quý lùng lực một cốt giót đọt anh chị. Quá sáng nồi đế luôn nha anh chị. Nguyên cái nồi đế đặc kiểu luôn nha. Cái này trên 50 năm nha anh chị. Cọng rễ nó ôm cứng bầu luôn á cô chú. Rồi cái này mã số 34. 34 nha cô chú anh chị. Rồi mã số 34 cái tứ quý này em xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 55 triệu anh chị. Dạ. À. 55 triệu. Cái này lên cái chậu quay á cô chú, chậu xoay á cô chú, xong rồi lọt cái tàn vô nữa là. Cái này thì em bao ship cho anh chị mình tới Bình Dương Đồng Nai nha. Dạ. Rồi. Cô chú anh chị mình thích sưu tầm phôi tứ quý. Rồi. Tứ quý mã số 34 là mã số cuối cùng clip ngày hôm nay. Cảm ơn cô chú chị ủng hộ nha. Dạ. Tiếp dạ. Đi. Cô chú thích sưu tầm tứ quý đó. Tiếp đi. Thôi để cho anh nói. Rồi em cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi hết clip luôn à. Em xin chào kết thúc clip tại đây luôn cô chú anh chị không ha.